好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿大。大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。儿子的头大，手儿小，爸爸的头小，手儿大。大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 117. Dòng tay may mắn thần kỳ. Dòng tay may mắn đây, ai mua dòng tay may mắn nào? Dòng tay may mắn, bán dòng tay may mắn thần kỳ đây. Dòng tay may mắn đây, mau tới mua chiếc dòng tay có thể đem lại may mắn nào. Mua đi mua đi, mua dòng tay đem lại may mắn nào. Mua nhanh mua nhanh. Cậu bé ơi, mau lại đây xem dòng tay may mắn thần kỳ, mua một chiếc đi. Dòng tay may mắn là gì hả chú? Đeo chiếc dòng này lên sẽ trở thành người may mắn nhất trên thế gian. Thật không? Bao nhiêu tiền một chiếc ạ? Rẻ vô cùng, chỉ có 100 tệ thôi. Hả? Đắt thế? Một trăm tệ, còn thiếu nhiều lắm. Dòng tay may mắn của mình, nếu có thể đem lại may mắn thì bố sẽ không mắng mình đâu. Mình thử xem. Đúng là may mắn thật. Con đầu to, lại do con gây ra. Con xem con, đã nói bao nhiêu lần không được chơi tennis trong nhà rồi. Con kiểu gì vậy hả? Hay quá, bản vẽ này bố đã tìm bao lâu nay. Cảm ơn con đã giúp bố tìm ra nó. Quả nhiên may mắn. Còn biết ra ngoài có may mắn nữa không nhỉ? Thèm ăn bánh mật ong của mẹ làm ghê. Mình có dòng tay may mắn thần kỳ mà. Không sao, không sao đâu. Con đồ to, không được ôm tổ ong thế, nguy hiểm lắm. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ai da, thôi xong. Hôm nay cô giáo giao bài tập đọc thuộc thơ cổ, quên khuấy mất. Không sao, ngày mai cô sẽ không gọi đến mình đâu. Con đồ ta, hình như con không được vui. Hôm nay cô giáo bảo đọc thơ, nhưng con không thuộc, bị trừ một phiếu bé ngoan. Thế sao hôm qua con không học thuộc đi? Con tưởng dòng tay may mắn thần kỳ sẽ giúp con. Không ngờ, nó không thể đem lại may mắn cho con được. Con đồ to, trên đời vốn không hề có dòng tay may mắn gì cả, lừa bịp thôi.
Nhưng hôm qua nó đã mang may mắn lại cho con thật mà. Đó chỉ là trùng hợp thôi, chứ không phải may mắn thật sự, biết không? Con đầu to, bố bảo con này, bất kể việc gì cũng đều phải cố gắng bằng chính sức của mình, không thể dựa vào may mắn để đầu cơ trục lợi. Con hiểu không? Phải nhớ lấy. Dạ, con biết rồi. Vậy con về phòng đọc thơ cổ đây. Đúng là con trai ngoan của bố. Con đầu to, vòng tay may mắn của con ở đâu ra vậy? Con mua mất 100 tệ. 100 tệ? Con lấy đâu ra tiền nhiều thế? Tiền của ai? Thì hôm qua... Đây là tiền của ai ta? Bố đồ nhỏ ơi! Bố đồ nhỏ! Bố bận lắm. Có việc gì chiều nói sau đi. Vòng tay may mắn thần kỳ đây. May mắn? Đây chẳng phải may mắn sao? Hả? Đấy là quỹ riêng của bố đấy. Vốn dĩ bố chuẩn bị dùng nó để mua xổ số. Nếu may mắn là có thể trúng 500 ngàn, 1 triệu, chục triệu ấy chứ. Bất kể việc gì cũng đều phải cố gắng bằng chính sức của mình, không thể dựa vào may mắn để đầu cơ trục lợi. Đúng không bố đồ nhỏ? Trao đổi quà. Thằng bé này lại làm trò gì thế? Tiểu Minh và Kẹo Bông mà cầm chiếc máy bay đồ chơi này lên là nó sẽ nổ bùm. Tặng người khác món quà như thế không được đâu. Mình phải mau chóng rửa mặt sạch sẽ. Xong rồi, giờ chỉ chờ đổi quà thôi. Được rồi, chúng mình cùng đổi quà đi. Em không đổi đâu. Tại sao? Tiểu Minh, hay là hai đứa mình đổi quà đi. Tớ cũng không muốn đổi với cậu. Chúng mình đã hẹn là cùng đổi quà cho nhau mà. Đầu to, anh còn nhớ lần trước lúc sinh nhật em không? Chúc mừng sinh nhật, đây là món quà anh tự tay làm tặng em đấy. Đẹp quá. Cảm ơn anh đầu to. Không có gì. Váy của em. Anh đầu to, em ghét anh. Cái này hình như là có chuyện như thế thật. Chưa hết, cậu còn nhớ lần trước Tết thiếu nhi không? Tặng cậu nè. Cảm ơn đầu to. Cứu tôi với. Các cậu không thấy vui sao? Không vui tí nào hết. Thằng bé này. Không chỉ có thế đâu. Đúng vậy, các loại quà quái đản của cậu đếm không hết. Tặng em này. Thế nên, tụi tớ không bao giờ đổi quà với con đầu to nữa đâu. Xin lỗi Kẹo Bông, Tiểu Minh. Tớ chỉ thấy vui thôi, chứ không hề có ý trêu chọc các cậu. Em không cần quà của anh nữa. Ai dám đảm bảo trong này không phải là một con khủng long đáng sợ chứ? Chú dám đảm bảo. Chú đầu nhỏ, cháu chào chú đầu nhỏ. Bố đầu nhỏ. Tiểu Minh, Kẹo Bông, cho đầu to một cơ hội lần cuối, được không? Tớ thật sự không cố ý đâu. Thôi được đầu to, em bằng lòng đổi quà với anh. Được thôi đầu to, tớ cũng đồng ý. Đừng, đừng. Đầu to,
Cậu sao thế? Chẳng lẽ anh không muốn trao đổi với tụi em nữa? Anh muốn, nhưng anh không thể. Mạnh dạn đi đầu ta, tin ở bố. Nhưng... Khoan đã, đừng mở ra, đừng mở ra. Cẩn thận. Một khẩu súng đồ chơi siêu ngầu. Gấu bông đáng yêu quá. Ngôi sao đẹp lung linh. Bố đồ nhỏ, bố ngầu quá. Không ngờ bố đã đánh tráo quà của con từ trước. Dĩ nhiên rồi, nhưng từ sau không được như thế nữa nhé, biết chưa? Bố yên tâm, con sẽ không tặng người khác những món quà đùa dai nữa đâu. Thế mới là đứa trẻ ngoan. Đúng rồi, cái món quà kia của con đâu ạ? Ở trên lầu đó, sao thế? Nhanh thế, đã đổi ý rồi à? Không phải, ý con là tuyệt đối, đừng ai bóc nó ra. Rốt cuộc là ai làm đây?